Hôm nay mình sẽ giới thiệu một tựa game khá là rùng rợn ma quái tên là Sogoth Rising. Kiểu con quái tên là Sogoth Rising là nó đang bò lên. Đấy, mở đầu game là nó sẽ dẫn dắt cốt truyện tại sao lại có cái chơi như thế, cái lối chơi như thế. Đấy, một anh thủy thủ. Nói chung là bọn thủy quái nó đánh chiếm cái tàu. Thế là có một anh thủy thủ đấy, anh ấy không chịu khuất phục. Khi mà chìm xuống rồi, anh ấy bơi lên. Anh nhìn thấy ngọn hải đăng. Đây, đấy. Sau đó anh xốc lên ngọn hải đăng, tìm được một khẩu súng. Và anh đứng trên ngọn hải đăng, bắn xuống, bắn hết tất cả những con thủy quái mà đang định vây lấy để hãm hại. Đấy, được rồi, thế thôi, skip. Và có thể nói thì nếu mà nói như thế thì nó sẽ là một game bắn súng. Và thao tác của chúng ta rất là đơn giản thôi. Mình đây nó có hai chế độ chơi là Story Mode và Survival Mode. Chắc là chơi kiểu Story thì nó sẽ dễ dàng và mức độ khó tăng dần tốt hơn. Còn Survival thì sẽ căng hơn. Mình không thích. Đây, chả như mình đã đi đến bản 4 rồi nhưng mình sẽ chơi ban đầu thôi. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là kéo lên kéo xuống cái ngọn hải đăng này và kiểm tra xem có con quái nào đang bò lên không. Nếu mà có thì bấm vào nó để bắn. Này, mới đầu ấy thì quái bò lên sẽ mật độ khá là ít. Chúng ta sẽ kiểm tra liên tục sẽ thấy. Và cái quái, con quái này nó cũng khá là yếu. Tức là nó sẽ có rất là nhiều loại. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ ngăn không cho nó tiến đến cái anh đang đứng trên hải đăng, không là chết mất. Ngoài ra thì với số lượng tiền kiếm được từ việc đánh chết bọn quái, chúng ta có thể mua thêm súng để hoặc là pháo để cho đối mặt với những con quái mà mạnh hơn rất là nhiều. Bắn thường không chết được. Và mình cảm thấy cái quãng đường lên cái tháp này rất là ngắn nhất. Không biết sau này mà khi nó khó lên thì làm nào. Cái phản xạ cực kỳ nhanh. Chết liên tục. Đúng rồi. Đấy, bọn nó bay tứ tung. Mình định kéo từ xa để bắn nó nhưng mà cũng không thể. Nói chung là đến khi nào mà nó bắt đầu bò lên cái tháp này thì mình mới có thể bắn thôi. Đúng rồi. Đấy, bắt đầu căng thẳng rồi. Đổi súng nè. Ôi, có nào lên cao chưa? Đó, mình vừa mới vượt qua màn 2. Đấy thì chắc là mình cả cũng chỉ chơi được mấy cái này thôi. Ở về sau đau tim lắm. Thì sau đây thì các bạn có thể nghe qua một số cái hình ảnh khi mà lên cao hơn, nhiều loại quái hơn, đủ chủng loại ấy. Đấy thế thôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số sau của gamehub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.